lực Appen, năng lực chuẩn xác. TV 360, xem theo cách của bạn. Nó xin vào sau ạ. Được chưa? Dạ, báo cáo đồng chí trung đội trưởng là khi tôi ra đến quầy để mũ thì ai đó đã lấy luôn cái mũ của tôi rồi. Đồng chí Vũ tiểu đội trưởng và đồng chí Phát, thời gian 3 phút ra kiểm tra lại. Đó. Cảm ơn đồng chí. Đồng chí trung đội trưởng, chúng tôi vào sau. Đồng chí vào. Đồng chí Phát tìm thấy mũ ở đâu? Dạ, báo cáo đồng chí là đồng chí Vũ đã tìm thấy ở trên giá mũ ạ, của đơn vị khác ạ. Vừa rồi hỏi đồng chí thì đồng chí bảo là tìm không thấy, triển khai đi tìm lại thì lại thấy. Thế đồng chí đã đi tìm chưa? Tự tìm chưa? Lần thứ hai thì đồng chí Vũ có tìm thêm ở bên giá của các đội khác. Tôi lưu ý với trung đội, tất cả quân trang của các đồng chí đều được cấp phát đầy đủ. Không chỉ là các đồng chí được quyền sử dụng mà các đồng chí phải có trách nhiệm quản lý bảo quản. Rõ. Nghiêm. Trung đội tổ chức kiểm tra lễ tiết tác phong. Bỏ mũ. Đổi mũ. Được. Đồng chí Hiếu, sao mũ bẩn? Báo cáo trung đội trưởng, hôm qua tôi có tham gia hai nhiệm vụ mà có dùng với khá là nhiều bùn. Tôi chưa có cơ hội để tôi chưa có kịp vệ sinh. Đồng chí đã kịp tắm chưa? Dạ kịp ạ. Sao kịp tắm rồi mà cái mũ thế này mà lại chưa kịp vệ sinh là thế nào? Dạ, đây là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ khắc phục ạ. Đây chắc chắn là lỗi của đồng chí. Nếu mà mũ này mà mang đi huấn luyện thì không chỉ mũ bẩn mà nhìn vào là cả người bẩn. Sáng nay đồng chí có rửa mặt không? Dạ, tôi chưa có kịp đánh răng ra và rửa mặt. Thế sao lại khăn mặt nó lại chỗ ướt, chỗ lại không ướt? Đồng chí Phến muốn nói gì, có ý kiến gì? Báo cáo đồng chí, sáng nay thì tôi có đánh mặt. Đánh mặt. Có rửa mặt nhưng mà khăn của tôi khô rồi. Xong rồi tôi thấy các đồng chí khác nói là khăn phải ướt. Đồng chí Hậu, tại sao khăn lại không ướt? Đồng chí Hoàng Yến, tại sao khăn mặt đồng chí khô chưa có một chút nước nào? Khăn mặt đồng chí Hòa khô như vậy. Xong rồi tôi thấy đồng chí Hiếu khăn khô. Và tôi đã chủ động kêu đồng chí Hiếu và tôi làm khăn ướt. Cái này là cái suy nghĩ không tốt, có một chút biểu hiện của cái sự lừa dối. Đồng chí phải nhớ là thành thật từ những việc nhỏ nhất thì mới tự rèn luyện được bản thân mình. Đồng chí Hiếu phải rút kinh nghiệm ngay. Rõ. Đồng chí cũng phải rút kinh nghiệm. Báo cáo đồng chí rõ. Tại sao mũ đồng chí Lập nó bẩn thế? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, hôm qua sau khi về tắm xong, tôi cũng có chủ động đem rửa nón
Thì khi tôi chà bằng tay xong thì tôi thấy nón đã sạch. Thì tôi không hiểu lý do tại sao khi mà phơi lên thì khi mà nước ráo rồi thì bùn nó lại quặn lên như vậy ạ. Thế thì đồng chí có quan sát là cái vành trong của mũ không? Là vẫn còn nguyên đất không? Tôi sẽ vệ sinh thật kỹ với mũ cói này ạ. Xin lỗi đồng chí. Được. Bỏ mũ. Đội mũ. Tại sao đồng chí không cạo mai? Lúc mà tôi soi gương để tôi có cạo râu thì tôi không nhìn thấy hai cái phần mai. Tôi sẽ khắc phục. Nói như vậy là đồng chí Sơn là không cụ thể tỉ mỉ và chưa thực sự trách nhiệm với chính bản thân mình, chưa đạt yêu cầu. Đồng chí Hải, tại sao lại thắt dây quai mũ kiểu này? Thưa đồng chí trung đội trưởng, vừa nãy vì vội vã quá nên tôi đã... Lại vội. Đồng chí Hải đánh răng không cần kem. Kem đánh răng của đồng chí đâu? Dạ, kem đánh răng thì tôi không mang ra ngoài này. Bây giờ mang ra kiểm tra thì lại không có kem đánh răng. Sơ bộ kết luận là đánh răng chỉ cần bàn chải. Còn miệng mình sau khi đánh xong là sạch hay không như thế nào là tự bản thân cảm nhận, đánh như không. Bỏ mũ. Đồng chí Hoàng cũng không giặt mũ. Hôm qua về tôi quên mất, thì ngày hôm nay tôi sẽ chú ý nhiều hơn và sẽ khắc phục. Đội mũ. Đồng chí Phát sáng nay có rửa mặt không? Có. Sao lại khăn lại khô vậy? Dạ, nhìn bên ngoài nó khô nhưng mà gờ vào thì sẽ thấy ẩm ướt ạ. Đây thì ướt, nhưng mà dòng chữ La Vĩnh Phát thì rất là khô. Tức là khi rửa mặt là cái phần chữ La Vĩnh Phát này thì gập tay lại, còn lại rửa mỗi phần trên này à? Dạ, báo cáo đồng chí là tôi sợ nó bị chóc chữ, cho nên tôi chỉ dùng phía trên không có in à. Tôi có đi đánh răng rồi, rất thơm tho và mặt rất sạch ạ. Đồng chí Tuấn kiểm tra giúp tôi xem là hơi thở của đồng chí Phát đã thơm tho chưa? Đã thơm tho chưa? Thơm tho. Thưa đồng chí. Bên phải bên trái. Quay. Xin đồng chí cân nhắc kỹ à, việc này có nguy hiểm quá không ạ? Không sao. Rõ. Thở mạnh vào. Đừng phun nước bọt là được. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Đồng chí Tuấn kiểm tra giúp tôi xem là hơi thở của đồng chí Phát đã thơm tho chưa? Bao tâm sự còn đang dang dở. Có thơm không đồng chí Tuấn? Khó chịu quá rồi à? Dạ, báo cáo đồng chí trung đội trưởng có mùi trứng ạ. Chắc là do đồng chí Phát đánh răng xong mới ăn sáng cho nên còn một chút nhẹ đồ ăn ạ. Bên phải bên trái quay. Tôi tin tưởng nội dung báo cáo của đồng chí Tuấn. Bỏ mũ. Tại sao đồng chí Tuấn không cạo râu? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng là râu của tôi nó mọc hơi nhiều, cho nên là khi mà tôi cạo á, để mà cạo sát vô luôn á, thì cần phải có cái kem cạo râu. Tại vì nếu mà dùng cạo thông thường thì nó sẽ dễ bị trầy, cho nên là tôi không có dám sát hết mức có thể ạ. Cho nên là bây giờ hai cái mai kia là hình như chưa có một chút nào liên quan đến cạo cả. Kết luận lại là chưa cạo. Dạ vâng ạ, tôi xin lỗi tập thể và xin khắc phục lần sau ạ. Đội mũ.
Ngày hôm nay kiểm tra lý thuyết tác phong của trung đội không đạt yêu cầu. Tính cụ thể tỉ mỉ của từng cá nhân không bảo đảm. Mũ bẩn. Và các đồng chí nên nhớ là trên mũ còn có một ngôi sao. Và ngôi sao đó tượng trưng cho cái gì thì các đồng chí tự biết. Chúng ta là quân nhân, chúng ta không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, chúng ta còn phải cơ động thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Nếu như bản thân chúng ta không yêu quý chúng ta, trang phục không bảo đảm, lễ tiết tác phong không đúng, không tạo được cái sự thống nhất trong đơn vị, và điều đó cũng cho thấy là trách nhiệm của các đồng chí chưa đến nơi đến chốn. Nội dung này các đồng chí phải tự kiểm điểm nghiêm túc. Buổi trưa ngày hôm nay tổ chức khắc phục, đồng chí Hiếu, đồng chí Lập, đồng chí Hoàng trưa nay thu toàn bộ mũ của trung đội lại, giặt cho cả trung đội. Đồng chí Tuấn giao cho đồng chí Sơn cạo râu cho đồng chí Tuấn. Dạ. Kết thúc kiểm tra buổi sáng, sau đây các tiểu đội đưa bộ đội về vị trí chuẩn bị vật chất để tổ chức huấn luyện. Bắt đầu. Dạ. Ta sẽ thực hiện thử thách. Là nhúc rồi. Sẽ thi đấu giữa hai tiểu đội, mỗi tiểu đội tham gia 6 đồng chí, bao gồm 4 đồng chí chiến sĩ mới và 2 đồng chí chiến sĩ cũ. Đối với tiểu đội 2, đồng chí Hiếu có vấn đề về sức khỏe nên là sẽ 3 đồng chí chiến sĩ mới và 3 đồng chí chiến sĩ cũ. 6 đồng chí tham gia thực hiện thử thách sẽ ngậm còi để đối phương do 1 đồng chí, 2 đồng chí, 3 đồng chí cả tiểu đội có thể thể hiện một trò gì đó hoặc một tiểu phẩm để khiến đội đối phương buồn cười. Ngoài ổn. Tiểu đội 1, đồng chí nào là đội trưởng? Bước lên phía trước một bước. Tiểu đội 2. Ui. Ok. Hai đồng chí đứng đối diện với nhau. Đấu trí mà cũng phải cử hai đồng chí có sức ngang nhau. Nhìn thẳng vào mắt của nhau. Hả? Đành câu thấy được gì trong mắt em không về. Và nói là yêu nhau hay là sao rồi? Và nói là yêu nhau hay là sao rồi? Hai đồng chí quản tu ti. Đồng chí nào thắng thì đội thắng sẽ được triển khai cho đội thua thực hiện thử thách. Tôi là kéo. Tôi là cái bao. Như vậy là đồng chí Tuấn rất là thật thà. Và cái bài này cuối cùng ngày hôm nay cũng đã áp dụng được rồi. 6 đồng chí và tiểu môn các con. Thời gian chúng ta để thể hiện sẽ rơi vào từ 1 đến 2 phút. Khi tôi hô bắt đầu thì các đồng chí sẽ thực hiện luôn. Bắt đầu. Tôi là chia sẻ với mọi người rồi. Này là chia sẻ tâm tình hay sự thật ha. Thì mới 2 ngày thôi nhưng mà chúng ta thực hiện rất là nhiều nhiệm vụ. Thì cái cơ thể của tôi bây giờ là muốn cống xương hông, còng xương sống, cong xương sườn, là muốn tháo khớp háng ra luôn rồi. Chọc lét mấy đồng chí cũng chưa cười nữa đúng không? Trời ơi bảo. Sao 5 đồng chí bỏ còi ra. Đổi ngược lại. 6 đồng chí tiểu đội 2 cầm còi. Từ trước khi mà tôi gặp đồng chí Sơn, tôi thấy đồng chí Sơn là một người ca sĩ rất là dễ thương. Nhưng mà từ khi tôi thấy đồng chí Sơn chào
nhau. Thôi đứng lại, đứng sơn đứng lại. Tôi xin hỏi các đồng chí bên tiểu đội của tôi là nếu như mà các đồng chí mà có đau quá thì các đồng chí lên như thế nào? Mà cái giọng của đồng chí tông cao thế. Đồng chí ra, đồng chí sẽ rên như thế nào ạ? Đau quá, ôi trời ơi. Nhạc dữ gì? Nhạc quá luôn á. Tôi đề nghị đồng chí Sơn đừng ngáp khi mà anh em chúng tôi đang chơi những trò chơi rất hài hước ở dưới đây ạ. Các đồng chí ngậm sâu còi mà. Đồng chí nào làm rơi còi ra bị loại. Tôi xin phép được triệu hồi con trai của tôi. Từ ngày đầu vô, mẹ thấy ba tráng sĩ này rất là cường tráng. Nhưng mà từ khi thường xuyên qua giường của Quỳnh Lập chơi thì ba tráng sĩ này hơi bắt đầu á. Tôi yêu cầu đồng chí kia bớt nhúc nhích cái miệng lại. Tôi yêu cầu đồng chí kia bớt nhúc nhích cái miệng lại. Tôi nhìn đồng chí này là tôi đoán là chắc chắn là đồng chí Tùng sẽ cười mà. Chứ đâu có lý gì. Mặt đồng chí Phát lắm. Rồi, chúng tôi sẽ sử dụng chiêu bài cũ mà bên đội bên đây cũng đã sử dụng. Triệu hồi linh thú. Nó giống như là trong game nhớ không? Triệu hồi linh thú. Là bây giờ tôi triệu hồi lại đồng chí Sơn. Triệu hồi linh thú. Phát hiện rồi, thậm chí phát hiện rồi. Lẹ đi, làm lẹ đi. Không được. Chào động tác chào của đồng chí như thế nào mà khiến cho Phát La tâm đắc ạ? Làm chi Tuấn là sắp cười á. Linh thú này vô dụng rồi. Rồi, bây giờ tôi xin hỏi các đồng chí như vậy. Chúng ta là chiến sĩ hay vào rừng đúng không? Mà trong rừng có rất là nhiều loại bông. Thì tôi hỏi đồng chí Phến đi. Thì cái bông nào mình đụng vô thì là đau? Bông... hồng. Bông hồng. Sai, bông hồng có gai đúng không? Sai. Biết bông gì đụng vô đau không? Bông gì? Bông gân. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Một nụ cười luôn hé. Ôi ạ, xin mời ạ. Đồng chí hại luôn rồi phía sau. Đến lần tiểu đội 2 không có lên. Chiến thắng về tất cả chúng ta. Qua cái chưa trò chơi này hai chúng ta có một cái đầu lạnh. Cái này mặt của tôi quá. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Nó sao? Bền, năng lượng chuẩn xác. Thưa toàn thể các đồng chí, trước khi bước vào nội dung của buổi huấn luyện ngày hôm nay, thông báo với các đồng chí trong trung đội ta có đồng chí chiến sĩ Nghiêm Anh Hiếu gặp một chút vấn đề về sức khỏe, đang được quân y của đơn vị theo dõi và kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của đồng chí Hiếu. Đồng chí Hải, ngày hôm qua đồng chí Hải ốm. Đến giờ phút này đồng chí Hải có thể đứng trong hàng để tổ chức huấn luyện của đơn vị không? Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Bây giờ tình trạng sức khỏe của đồng chí Hải như thế nào? Dạ, tình trạng sức khỏe hơi choáng váng một chút. Đồng chí Hải đang bị choáng. Nếu mà bây giờ để đồng chí Hải là đặt vũ khí trang bị ra ngoài và đứng người không, đồng chí Hải có tham gia huấn luyện được không? Thật là tôi vẫn tham gia huấn luyện mà không cần phải bỏ trang bị ra đâu ạ. Nếu mà sức khỏe của tôi giảm xuống thì tôi sẽ thông báo với cả trung đội trưởng. Đứng được không? Đứng ạ. Có vấn đề gì đồng chí phải báo cáo kịp thời nhá. Vâng ạ. Được. Trung đội trưởng có báo mình là mình nên đi với bên bác sĩ và lên nhà kiểm tra. Thì mình có nói với
trung đội trưởng, đó là mình có thể tham gia cái nội dung ngày hôm nay được không. Nhưng mà trung đội trưởng nhất quyết là nói là không, thì vẫn sức khỏe vẫn là trên hết, và kêu mình phải lên nhà kiểm tra. Buồn thì cũng buồn, nói chung mình tham gia chương trình này mình muốn hết mình, nhưng mà nó vẫn diễn ra như vậy rồi thì mình phải chấp nhận. Tôi thông báo với các đồng chí kết quả thi đua của ngày hôm qua. Đồng chí Trần Duy Tuấn, điểm huấn luyện 8,9, điểm rèn luyện 8,5, tổng 8,7. Xếp thứ nhất, đồng chí La Vĩnh Phát 5,1, 9,0, tổng điểm 7,05. Xếp thứ sáu, đồng chí Nguyễn Việt Hoàng 8,9, 8,0, điểm trung bình 8,45. Xếp thứ tư, đồng chí Phạm Hoàng Hải 5,0, 9,0, điểm trung bình 7. Xếp thứ bảy, đồng chí Nghiêm Anh Hiếu 5,2, 9,0, trung bình 7,1. Xếp thứ 5, đồng chí Nguyễn Huỳnh Sơn 8,8, 8,5, tổng 8,65. Xếp thứ 2, đồng chí Huỳnh Ngọc Lập 8,5, 8,5, trung bình 8,5. Xếp thứ 3, đồng chí Mai Tài Phến 8,9, 8,5, trung bình 8,7. Xếp thứ nhất. Qua nội dung thông báo về điểm thi đua ngày 2, trong hàng các đồng chí có ý kiến. Mời các đồng chí. Hết. Hôm nay tôi huấn luyện các đồng chí bài dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu. Trước khi vào nội dung của bài, trong hàng các đồng chí cho tôi hỏi, theo các đồng chí thuốc nổ là gì? Mời các đồng chí. Mời ý kiến của đồng chí Sơn. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo như tôi được biết, thuốc nổ là loại hợp chất hóa học để có thể gây một sức công phá nhất định. Còn gì nữa không? Tôi mới nhớ đến thế rồi. Mời đồng chí Lập. Tôi xin bổ sung, thuốc nổ là một hợp chất hóa học dùng để công phá, không nhắm vào một mục tiêu mà mình nhắm vào nhiều mục tiêu ạ. Tức là một mục tiêu thì sẽ không sử dụng thuốc nổ. Chúng ta phải tiết kiệm ạ. Tiết kiệm thuốc nổ, tức là đã dùng thuốc nổ là phải dùng cho nhiều mục tiêu. Ý của tôi tính là thuốc nổ sẽ sử dụng trong những mục tiêu quan trọng. Được. Thuốc nổ là một loại vật liệu có cấu tạo hóa học hay năng lượng không bền. Thông thường nó tạo ra sự bùng nổ của vật liệu đi kèm với nhiệt lượng và sự thay đổi lớn về áp suất, năng lượng và sóng xung kích. Đấy gọi là sự nổ. Hiện nay trung đội ta thì có 8 đồng chí chiến sĩ mới. Thì cho tôi hỏi là ở đây những đồng chí nào là sợ tiếng nổ? Đồng chí Lập, đồng chí Hoàng, đồng chí Sơn. Lý do sợ của đồng chí Hoàng là gì? Báo cáo đồng chí là tôi hay bị giật mình bởi tiếng động mạnh. Hôm nay là ngày công tác thứ 3 rồi, khi tôi nghe thì tôi thỉnh thoảng vẫn bị giật mình. Cứ cái gì mà nó nổ to là mình giật mình. Vâng. Dạ. Không có vâng với dạ nha. Rõ. Thế vừa rồi đồng chí Hoàng đang nghe là cái tiếng nổ vừa rồi đấy. Báo cáo đồng chí là nó nổ liên tục thì tôi không bị giật mình, bất chợt thì tôi sẽ bị giật mình. Báo cáo hết. Vừa rồi đồng chí Hoàng nghe là tiếng nổ của đạn hỏa lực bắn. Đồng chí Sơn. Có. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng là tôi cũng giống như đồng chí Hoàng ạ. Nếu như tôi không có một cái tư thế chủ động và chuẩn bị thì khi mà tiếng nổ nó phát ra thì tôi hay bị giật mình. Còn nếu như mà tôi được chủ động, được biết là sẽ có tiếng nổ đấy hoặc là chuẩn bị nổ thì tôi sẽ chủ động được hơn và không bị giật mình. Còn đồng chí Lập thì sao? Tôi có hai lý do để tôi sợ tiếng nổ. Thứ nhất là về phản xạ tự nhiên, đó là giật mình. Cái thứ hai là về tuổi thơ của tôi có một cái quá khứ nó khá là ám ảnh. Vào một đêm mưa có tiếng sét đánh rất lớn, và lúc đó tôi còn rất nhỏ,
nên tôi rất sợ. Tôi bị ám ảnh tiếng sét nổ rất nhiều. Đồng chí Hải có đứng được huấn luyện không? Cho phép đồng chí Hải đứng về cuối đội hình. Đồng chí ngồi xuống. Đặt xuống xuống, đồng chí ngồi xuống. Cảm ơn thưa đội trưởng. Đồng chí có đỡ hơn không? Đỡ hơn ạ. Tập trung nội dung nhá. Vâng. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu với các đồng chí sơ lược về lượng nổ dài, lượng nổ khối và cách chọn điểm đạt tiêu diệt các loại mục tiêu. Là hai loại lượng nổ cơ bản dùng trong chiến đấu của người chiến sĩ bộ binh. Lượng nổ dài và lượng nổ khối là tên gọi được đặt theo tính chất về hình dạng, kích thước của từng loại lượng nổ. Lượng nổ dài dùng để phá hủy các mục tiêu có tính chất vật cản như hệ thống hàng rào, bãi mìn. Trong khi đó, lượng nổ khối có tác dụng phá hủy các mục tiêu kiên cố như lô cốt, ụ súng, hầm ngầm. Làm chủ kỹ năng sử dụng lượng nổ đánh phá các mục tiêu một cách chuẩn xác là yêu cầu quan trọng đặt ra trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với từng người chiến sĩ. Các đồng chí quan sát động tác mang vác lượng nổ dài tiêu diệt mục tiêu. Đổi mẫu. Ồ, ra vị trí. Ồ. Yeah. Tiếp cận mục tiêu. Điểm đạt, hướng đạt, tốc độ phá. Chuẩn chỉ điểm hóa. Nó nổ không ta? Điểm hóa. Ôi nổ. Trung bông! Trung bông! Trời ơi! Thôi tập! Qua nội dung làm mẫu, đồng chí Tuấn cho tôi biết nếu bây giờ mà cho đồng chí Tuấn ra thực hiện nội dung, đồng chí Tuấn có thuyền được không? Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng ạ. Đồng chí có bị sợ tiếng nổ không? Tôi vừa thử nhưng mà hiện tại thì tôi cảm thấy mình làm được. Đồng chí Sơn. Có. Bây giờ mà yêu cầu đồng chí Sơn ra vị trí thực hiện, đồng chí Sơn có dám thực hiện không? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Có. Quyết tâm. Được. Sau đây mời đồng chí Tuấn ra vị trí. Có. Đồng chí Tuấn làm công tác chuẩn bị xong báo cáo. Em thật mình nhưng em thích. Thích tò mò ấy. Thấy nó hay. Nhưng mà súng mình là lũ đạn. Tập. Đồng chí Tuấn dừng tập. Cơ động về hàng. Đó.
Vừa rồi qua quan sát nội dung của đồng chí Tuấn, ngay từ bước đầu là công tác chuẩn bị đồng chí Tuấn vẫn chưa nắm chắc. Nếu như vậy, trong quá trình sử dụng thuốc nổ thật sẽ rất dễ xảy ra bất an toàn. Để bảo đảm cho các đồng chí đủ điều kiện an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục huấn luyện các đồng chí và tổ chức các đồng chí luyện tập, sau đó thì mới kiểm tra các đồng chí. Động tác mang vác lượng nổ khi đi khom: mắt quan sát thực tiến, lưng thẳng, hai chân trùng, chân phải bước về trước một bước, chân trái bước lên, mũi bàn chân thẳng hướng tiến. Cứ như vậy thực hiện động tác đi khom mang vác lượng nổ dài, tiếp cận mục tiêu. Động tác mang vác lượng nổ dài khi lê: đưa lượng nổ đặt lên cẳng dưới của chân trái, ôm lượng nổ vào sát người, tiến. Động tác trườn mang lượng nổ dài: vận dụng động tác trườn ở đỉnh bắp mô bằng phẳng mang lượng nổ dài, tiến. Cứ như vậy, người chiến sĩ vận dụng các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu kết hợp với mang vác lượng nổ dài để cơ động áp sát mục tiêu thực hiện nhiệm vụ. Trong hàng, đồng chí nào mạnh dạn ra thực hiện lại nội dung? Mời các đồng chí. Mời đồng chí Lâm. Đó. Cố lên. Tiến. Đồng chí Lập chú ý là tiếp diện thân người quay sang bên phải. Tiến. Hỏa lực kinh bắn. Tiếp tục vận động. Đặt cái đấy xuống mạnh nó bị nhìn luôn. Nhiều khi rớt xuống cái nổ. Đấy. Địa vật phía trước tương đối thấp, không bảo đảm thực hiện động tác lê. Hỏa lực địch đang bắn mạnh về hướng đồng chí Lập cơ động. Địch chuyển bắn. Tiếp cận mục tiêu. Hay quá, đẹp quá, xuất sắc luôn. Tôi mời ý kiến đồng chí Phát, đánh giá đồng chí Lập với nội dung vừa rồi thì được mấy điểm? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, nếu như đây là lần đầu tiên thì tôi thấy 9 điểm là một con số phù hợp ạ. Thế nếu mà đồng chí ra luyện tập với đồng chí Lập thì có thể ngang bằng với đồng chí Lập không? Tôi là một người học rất là chậm, cho nên là chắc chắn sẽ không làm được như đồng chí Quỳnh Lập ạ. Theo đồng chí Hoàng thì nếu mà đồng chí Phát ra thực hiện thì chú Phát thì được khoảng bao nhiêu điểm? Tôi nghĩ là đồng chí Phát cũng phải được 5 điểm. 5 điểm? Dạ. Thế nếu mà là đồng chí Hoàng làm sẽ tự đánh giá mình làm tốt hay là khá? Tôi hy vọng rằng là tôi đáp ứng được yêu cầu mà chỉ huy đưa ra. Đáp ứng yêu cầu huấn luyện phải khá trở lên. Dạ, tôi sẽ cố gắng. Báo cáo hết. Được. Tôi mời đồng chí Phát, đồng chí Hoàng và đồng chí Sơn ra vị trí làm công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập với lượng nổ dài. Đồng chí Vũ, tình hình trong ngoài có thuốc nổ không đồng chí Vũ? Không,
Nên hơn là như vậy là sẽ tốt hơn. Để làm sao để mình có sức khỏe mai mình thi đấu tốt hơn. Anh đúng đồng chí trung đội trưởng. Theo như tôi thấy thì tôi nên về nhà nghỉ ngơi để có một cái sức khỏe tốt nhất cho buổi tập huấn buổi chiều. Nếu tôi cứ tiếp tục ở đây thì tôi cảm thấy cũng không giúp ích việc gì nhiều cho mọi người, mà lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng buổi học buổi chiều. Cho phép đồng chí Hải ra ngoài tiếp tục gặp gỡ đồng chí quân y để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Tai ù đi xong rồi là kiểu mắt cũng thấy tối vào ấy. Thế là em mới cảm thấy là mình có đứng ở đấy thì mình cũng không cảm nhận được rõ những gì đang xảy ra. Thế em mới xin phép đồng chí trung đội trưởng để nghỉ ngơi một lát. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Bắt đầu tập tiến. Đồng chí Phát chú ý là cái động tác đi form của đồng chí nó giống như là động tác đi lưng gù vậy. Tăng tốc. Hỏa lực đi bắn. Nếu mà hỏa lực địch bắn mà làm cái động tác nó chậm và nó nhẹ nhàng như vậy thì bảo đảm không? Để mông cao thế liệu có sao không đồng chí Phát? Nằm sấp xuống. Lên. Động tác lê như thế nào hả đồng chí Sơn? Đấy là trườn. Quả lực đi bắn. Địa hình phía trước trống trải, có tiến. Nhanh, có tiến. Đồng chí Hoàng đặt bộc phá hay gài bộc phá đấy? Quăng cả mũ ra làm cho tiện rồi. Thế súng của đồng chí Phát với đồng chí Hoàng đeo sau lưng để làm gì? Phát, súng đeo sau lưng để làm gì? Báo cáo đồng chí là nếu để súng phía trước thì nằm bị cấn bụng à. Thế đồng chí có quan sát đội mẫu vừa thực hiện không? Có thấy cấn bụng đâu? Đi qua. Bộc phá nổ. Xung phong. Wow. Xung phong. Wow. Xung phong. Ủa, đồng chí Phát rồi. Anh ơi, đưa nó nổ thật đi. Thực hiện bắn găm. Mở khóa an toàn để tiêu diệt địch. Phát đang làm gì đấy? Đồng chí Phát hy sinh. Tôi với đồng chí Sơn mà chiến đấu với đồng chí Phát thật là cũng đường về. Cái bị dướng cái, bình tông. Chết dở rồi trời ơi, đồng chí Phát này. Lấy vật chất, đồng chí Sơn và đồng chí Hoàng tổ chức là đưa đồng chí thương binh tử sĩ về tuyến sau. Vừa vác bộc phá, vừa đưa đồng chí Phát về sau. Đây anh vác hai cục. Đây đây. Em vác Phát đi. Em cầm chứ. Đây, cái này em cầm cục được. Em bị thương chân à. Đồng chí Phát hy sinh rồi sao còn nói được. Cố lên.
Đồng chí Hoàng cõng đồng chí Phát lên. Được không? Được. Lên. Đúng rồi, đồng chí Hoàng. Cố lên đồng chí Hoàng. Ôi chú, cố gắng thở đấy. Rồi tiến hành chôn cất luôn. Chôn cất luôn. Chôn cất luôn. Ua. Ua. Cảm ơn các đồng đội. Thôi tập, các ông chí đặt bộc phá tại vị trí cơ động về hàng. Đó. À. Thế chảy máu không? Có, chảy máu răng. À, nghe này. Quên cái lê. Thì các đồng chí cũng đã quan sát ba đồng chí cùng một lúc thực hiện một nội dung. Tôi hỏi đồng chí Tùng là với trường hợp đồng chí Phát từ vị trí ẩn nấp, đồng chí xung phong lên đến gần hàng rào rồi mà đồng chí vẫn chưa tháo súng được ra khỏi vai, thì liệu là đồng chí Phát là có đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ không? Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng là khi mà bộc phá nổ, chúng ta thực hiện xung phong mà lúc đấy chúng ta chưa chuẩn bị xong được về vũ khí trang bị thì gần như là chúng ta là không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi xin hết ý kiến. Lúc đấy đối phương sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Còn đồng chí Phát thì khả năng cao là dẫn đến thương vong. Dạ đúng. Mà không chỉ là thương vong của đồng chí Phát mà có thể là những đồng đội liên quan đang bên cạnh. Dạ đúng. Các đồng chí hết sức lưu ý. Những cái tình huống tôi đưa ra vừa rồi, nó là những cái tình huống rất dễ xảy ra trên chiến trường. Luôn luôn có những tình huống bất ngờ ta không thể lường trước hết được. Vì vậy muốn đưa ra để các đồng chí trên cơ sở những nội dung đã học, các đồng chí vận dụng một cách linh hoạt. Huấn luyện các đồng chí, nội dung tiếp theo, động tác mang vác lượng đổ khối, tiêu diệt mục tiêu. Đội phương, có. Ra vị trí. Có. Ủa, đã có khác à? Bắt đầu tập. Tiếp cận mục tiêu. Chuẩn bị điều hạ. Báo cáo trung đội trưởng, tôi xin phép vào sau ạ. Đồng chí Hiếu vào hàng. Tình hình sức khỏe của đồng chí Hiếu thế nào rồi? Báo cáo trung đội trưởng, tình hình sức khỏe của tôi là hiện tại tạm ổn ạ. Tạm ổn. Nhưng mà đứng trong hàng có chịu được không? Dạ, được ạ. Phải cố gắng đấy. Nhất trí ạ. Biểu dương tinh thần học tập của đồng chí. Cái đây là một cái chương trình mà nó tạo cái động lực mà gọi là đồng đội khá là cao. Mình thì mình không muốn là người bị bỏ ra, bị bỏ lại, nó hẳn luôn là vậy. Tiến. Quả lưu đi bắn. Quả lực địch vẫn bắn. Nhiệm vụ yêu cầu vẫn phải cơ động. Nào, hỏa lực địch bắn. Thực hiện động tác vận động thấp nhất có thể để bảo đảm an toàn. Đẩy nhanh tốc độ cơ động. Địa hình phía trước chống trải. Nhanh chóng vào tiến. Hỏa lực địch bắn. Tiếp cận mục tiêu.
Ngày hôm nay thì mình cũng còn rất là nhiều lọng cộng, mình cũng còn rất là nhiều thứ cần phải học hỏi, nhưng mà sau cái buổi huấn luyện ngày hôm nay thì mình được biết thêm một số kỹ năng cần thiết trong quân đội, thì đó là cái điều mà Tuấn rất là thích. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Vừa rồi đồng chí Hiếu vừa mới ra huấn luyện cùng đơn vị, nhưng mà cũng đã được quan sát một lượt. Đồng chí Hiếu có mạnh dạn vào luyện tập thử một lần với lượng nổ khối. Báo cáo trung đội trưởng, có ạ. Được. Đồng chí Phến ra vị trí, thực hiện nội dung luôn. Báo cáo rõ. Yến. Đồng chí Hiếu đau chân thì có thể vận động chậm, nhưng mà động tác phải chuẩn. Đồng chí Phến là hiện nay là đang đi là đầu nhấp nha nhấp nhô. Vận động nhanh. Hỏa lực bắn. Nhìn hiểu hay nhỉ. Tiếp tục vận động qua khu vực địa vật thấp. Mắt phải quan sát về hướng tiến. Chuyển động tác lên. Đang trườn mà chuyển lê thì nằm luôn nghiêng người sang là được. Động tác của đồng chí Phến là động tác gì đấy? Nào, nách phải kẹp cọc nạng như thế nào? Chưa đúng. Điều chỉnh lại. Nách phải kẹp vào cọc nạng. Tay phải nắm đầu cọc nạng. Toàn bộ cái khối nổ là nó ở sườn phải. Đồng chí đang đặt ở ngực phải đấy. Sườn phải đâu? Cánh tay trên khép chắc, tì một cạnh dưới lượng nổ vào cái sườn phải của mình. Tiến. Hỏa lực định bắn. Tiếp cận mục tiêu. Điều hóa. Quay đằng sau. Nằm xuống. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã khỏe hơn và sẵn sàng quay trở lại. Hiện giờ thì sức khỏe đồng chí thế nào? Tôi đã cảm thấy ổn hơn nhiều ạ. Bây giờ là đơn vị vừa kết thúc nội dung huấn luyện, vào hàng là sẽ phải kiểm tra với lượng nổ thật. Vâng. Có dám không? Dạ, tôi đồng ý ạ. Đủ bản lĩnh không? Tôi đồng ý. Quyết tâm không? Quyết tâm. Vào vị trí. Anh em xung quanh cũng gặp khá là nhiều khó khăn về phần sức khỏe. Không ai muốn buông bỏ cuộc cả, thật sự là vậy. Bởi vì anh em ai mà có vấn đề gì đó là cũng quay lại nhanh nhất có thể. Rất là đáng nể luôn. Mình để mình khá là tự hào và là mình được một phần ở trong đó. Đến thời điểm này thì trung đội ta đã quay lại đủ quân số. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Sau đây trung đội sẽ tổ chức luyện tập. Trước khi luyện tập thì trong hàng có đồng chí nào mạnh dạn lên sử dụng lượng nổ thật, tiêu diệt mục tiêu để lấy quyết tâm cho cả tập thể. Rất tốt, mời các đồng chí bỏ tay xuống. Tôi mời đồng chí Sơn. Có. Ra vị trí. Cố lên! Cố lên! Cố
còn hoang mang rồi. Thuốc nổ thật mà, có phải đùa đâu. Đúng rồi, sợ đi. Tiến. Không ngả người về sau, thẳng người. Nào, mũi bàn chân trái thẳng hướng tiến. Tiếp tục. Tiếp cận mục tiêu, vận động nhanh. Sợ lắm bạn ạ. Tất nhiên rồi. Không, nhưng kiểu bọn tôi không quen ấy. Mà có ai tập này bị thương chưa? Quay lại sau đây. Còn xa một tí nữa sẵn sàng. Sao mình có thể kiểu vượt qua được hết những cái thử thách này. Lúc đấy là mệt lắm rồi. Rất mệt. Qua tập luyện rồi đứng nắng rồi các thứ này nọ thì lúc đấy là mình chỉ biết là cố gắng rồi, còn bao nhiêu sức thì cứ bùng hết đi. Vừa rồi các đồng chí đã quan sát đồng chí Sơn là người đầu tiên trong trung đội thực hành đánh một quả bộ phá khối thật. Mặc dù có hơi bỏng tay một chút, đồng chí Sơn cảm thấy như nào? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Tôi cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình và cái vết bỏng ngày hôm nay nó sẽ, chắc là tôi sẽ nhớ mãi, tại vì đây là quả bộc phá đầu tiên mà tôi tự tay mở được. Và tôi cũng rất là cảm ơn trung đội trưởng đã rất là tận tình chỉ dạy và giúp đỡ tôi trong lúc tôi thực hiện nhiệm vụ. Cảm ơn đồng chí rất nhiều ạ. Cái vết bỏng của đồng chí Sơn nó là cái vết bỏng của cái sự thành công. Mọi cái sự khó khăn vất vả được trả giá xứng đáng. Các đồng chí có cố gắng, có nỗ lực thì tôi nghĩ là các đồng chí sẽ hoàn thành tốt. Sau đây thì các tiểu đội về vị trí cho bộ đội nghỉ giải lao. Sau 5 phút thì vào tổ chức luyện tập. Các ông chí tiểu trưởng cho chưa? Đó. Bắt đầu. Mình đi có 2-3 ngày mà mình thấy vậy. Hồi xưa người ta chiến đấu có mấy năm trời. Trời ơi. Em muốn luyện tập thử quá. Trong lúc chạy về thì phải tháo súng đúng không? Ừ, tháo súng nhanh. Tháo như anh phát là nhanh nhất. Động tác của anh là đẹp đấy. Này hơi bị dẻo luôn này. Đồng chí Phát hy sinh. Tại vì anh không biết là tháo ra, anh kéo từ sau lên mà nó bị dướng cái bình tông á, kéo không được. Hy sinh. Nên giật cái đấy là con phải giật mạnh đột ngột. Kéo từ từ nha. Đã phọc móc dây vào là chơi luôn. Ừ. Bị giật mạnh như vậy đúng không? À. Cầm cái giật thẳng ra trục của nó, không giật như này. À. Như này không giật sang là nó bị đứt. Mình được giật như này thì nó sẽ cháy. Làm rồi cơ bản. Uống thử nhé. Cả nhà hay ăn nhiều bữa không hay là cứ bên 3 bữa chính như vậy? Anh nhiều khi ngày ăn có 2 bữa, đi làm đâu có thời gian ăn đâu. Vậy là cứ ăn giữa buổi liên ăn liên tục. Đúng rồi, đó lúc không nào có thời gian đi làm mà không có thời gian để nghỉ ngơi ăn. Không, cái nghề mấy nghề liên quan đến quay chụp các thứ nhìn thấy thôi. Sinh hoạt bữa ấm. Mà kiểu lúc nào cũng cố ấy, lúc nào cũng đã cố một tí nữa rồi ăn xong rồi sau đấy là nhỡ hẳn bữa rồi là không muốn ăn nữa. Ví dụ chương trình này là chương trình thực tế, nó còn có thời gian cho mình ăn. Đi quay à, nhìn thấy nhịn ăn nhịn ngủ ấm. Mỗi cái vất vả một kiểu. Đúng rồi. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media. Yeah. Sau đây để làm cơ sở cho các đồng chí bảo đảm tốt trong cái quá trình chuẩn bị cho hội thao, đơn vị sẽ kiểm tra đánh giá các đồng chí về nội dung tiếng nổ. Tại vị trí, các đồng chí quan sát lắng nghe để cảm nhận về âm thanh tiếng nổ của các lượng nổ. Nổ sẽ nhiều lượt, đồng chí nào không bị giật mình, đồng chí đấy sẽ được phép ra ngoài. Đồng chí nào bị giật mình
tiếp tục ở lại để trở lại tiếp. Các ông chí cho chưa? Đó. Chuẩn bị. Bắt đầu. Thân người. Nào. Hít thở sâu bình tĩnh.